Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì em lại có mặt tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé. Để đi quay một lô đất cũng khá là đẹp cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo đây. Lô đất này thì có tổng diện tích là 2 ha, sổ sách đầy đủ nha quý anh chị. Lô đất của chúng ta thì là một mảnh đất view suối nhé. Đất của chúng ta ôm cái mặt suối cũng khá là đẹp nhé. Đó, đất view suối. Đây là cây cầu qua đây. Cầu này hiện tại thì ô tô chưa vào được tận nơi nha quý anh chị, tại vì cầu hơi nhỏ, xe máy đi lại thoải mái luôn, kiên cố. Đây, cái dòng suối của chúng ta thì rất rộng nha, tầm 7 đến 10 mét nha. Suối này là suối đá luôn. Đó. Mùa này nó hơi nhiều nước cho nên là cái đá nó tạt ra không được nhiều nha quý chị. Mùa khô thì nước trong hơn và đá tạt ra rất là nhiều. Đấy, cái chỗ mà em quay đây nó gợn gợn sóng nên là đá nhá. Đó, bề mặt suối rất là rộng và đẹp. Bên cạnh dòng suối của chúng ta thì bác chủ đã có một cái hồ với nhà cửa điện nước đầy đủ rồi. Đó, dòng suối thì đẹp, cách đường bê tông chắc chỉ tầm 50 mét thôi. Nói chung là chỉ qua một cây cầu là tới đất của mình rồi. Đây chính là cái mặt đường bê tông này. Và đây là cây cầu nha quý vị. Cầu hơi nhỏ cho nên là ô tô hiện tại thì chưa vào được tận nơi nhé. Cái này mà mình làm thêm một nhịp cầu nữa thì ô tô qua thoải mái luôn. Đó. Dây điện đã kéo qua đây rồi này. Nhà cũng đã kéo điện rồi nhé. Đây cái bề mặt suối đây. Đó. Bề mặt suối rất là rộng nha quý anh chị. Giờ đi qua cái cầu này là đất của mình nha quý anh chị. Đây là con đường chung này. Đường chung của nhiều hộ dân trong đây nha quý anh chị. Đó, họ đi làm qua lẫy của mình đây. Nằm bên trái đường là đất của mình và bên phải đường là đất của người khác rồi nha quý chị. Trên đất thì bà chủ trồng kín hết cà phê rồi. Cà phê thì cũng phía đầu giới này cũng không được đẹp cho lắm. Nên một số trụ tiêu nhé. Cà phê phía trên thì rất là đẹp nha quý chị. Tức là trồng sen vào trong tán sầu riêng nhưng mà cà phê rất là đẹp. Đó. Sầu riêng trái quá trời luôn nha. Đó. 100 cây sầu đang thu hoạch to như này rồi quý chị. Đây, đây là ngôi nhà đây. Ngôi nhà này thì một gia đình ở thoải mái nha quý chị. Đây, cái ao bên cạnh nhà và cũng cạnh suối nha quý chị, nhìn rất là đẹp. Với cái cách đẹp như thế này thì cho ta một cái cảm giác rất là thanh bình và nó có một số nét rất là giống với ngoài quê nha quý chị. Nó chỉ khác cái là có một cái dòng suối rất là đẹp nằm ở bên cạnh thôi. Đây là máy móc dây ống đầy đủ hết đây. Mảnh đất này thì bác chủ không tưới bằng ao nhé, tại vì tưới suối cũng không bao giờ hết nước được. Đó, bề mặt suối rất là rộng đẹp nhé. Bây giờ thì em sẽ di chuyển dần lên phía trên vườn cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo này. Ở đây chính là cái sân phơi của chúng ta nhé. Cái sân thì cũng khá là rộng, sân này thì phơi thoải mái nha quý anh chị. Sân rộng và bằng nhé, rất là dễ nạp. Đất là đất đỏ bà gian tơi xốp, cái này rất là tốt nha quý chị, thích hợp trồng nhiều loại cây trồng khác nhau nhé. Đất thì phải đẹp, nhiều chỗ bằng luôn đấy.
Sầu riêng rất là đẹp nha. Sầu riêng đang thu này là 100 cây. Còn sầu riêng năm thứ hai được 100 cây nữa. Mình vừa này thì 200 cây sầu riêng, có 100 cây thu chính. Cái này thì năm thứ thứ bảy đấy nha quý chị. Đó, thứ bảy rồi. Rất là nhiều trái nha. Cái mảnh vườn của chúng ta đa số là sầu Thái đây nhá. Sầu ri 6 thì có 30 cây thôi. 30 cây thì cũng đang thu hoạch rồi. Nó to như vừa nãy em quay cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo đấy. Nó rất là to và trái rất là nhiều nha quý chị. Hiện tại bây giờ thì bác chủ đã cắt sầu ri 6 rồi nhé. Còn lại sầu Thái thì chắc tầm nửa tháng nữa thì bác chủ sẽ tiến hành cắt. Đó, những cây sầu như này trái rất là nhiều cho quý chị. Cái mảnh vườn này thì cũng khá là kín gió nhé. Tại vì nhìn cái tán sầu riêng phân bố rất là đều và đẹp nha quý chị. Có một cái kinh nghiệm để nhìn vườn gió hay không là mình nhìn cái tán cây nha quý anh chị. Nhìn tán cây tròn đều và đẹp là vườn đấy kín gió. Ở khu vực trên đây thì cà phê cũng khá là đẹp nha quý anh chị, tán đều và năm nay cũng khá là nhiều trái. Sau này đẩy năm thứ hai đây nhá. Nhìn thì cũng rất là cao và đẹp rồi nha quý chị, tán lá phân bổ ra rất là đẹp. Đó, này thì bắt đầu bước sang năm thứ ba rồi. 100 cây như vậy nha quý chị. À, ngoài thì đất đẹp, nguồn thu ổn định ra thì mảnh đất của chúng ta còn rất gần với trung tâm trường chợ. Nó cách khu đông dân cư, khu buôn bán tầm 1 cây số. Cách tỉnh lộ 681 là 3 cây 9 và cách quốc lộ 14A là 14 km nha quý chị. Nói chung đường xá thuận tiện. Và đất của chúng ta thì chỉ cách đường bê tông tầm 50 m thôi. Nếu đi tắt sang thì không tới nha quý chị. Cái giá mà bà chủ đưa ra cho mảnh đất này là 4 tỷ rưỡi, vẫn là còn thương lượng nha quý chị. Nếu cô chú chị mình quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại mà em ghi ở trên màn hình để em có thể dẫn cô chú anh chị mình đi thăm đất trực tiếp nha. Và cuối cùng em xin chúc cho toàn thể cô chú anh chị có một sức khỏe dồi dào và luôn kiếm tìm được những mảnh đất như mình mong muốn. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị trong những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.